Hello xin mọi người, lại là mình Mr. G Gray, ông chùm sợ hãi đây các bạn à. Và ngày hôm nay á thì mình đã mang lại nỗi sợ lớn nhất của chúng ta lên trên YouTube của mình tiếp, đó chính là con Sinsonic nha. Ngay bây giờ ai còn nhớ Sinsonic thì để lại cho video này một nút like. Còn ai đã quên Sinsonic là gì rồi thì hãy bấm nút đăng ký kênh. Hồi nãy giỡn chứ, bấm like đăng ký kênh cho mình nha các bạn nha. Bởi vì ngày hôm nay mình mặc áo Manchester United màu nè, bấm like cho tôi nha mấy đấy. Rồi, trước khi vô video này thì mình là khuyên trước nha. Ai sợ thì đi về đi, chứ coi cái clip này là khóc đừng đổ thừa tôi à. Bữa giờ có nhiều người gọi điện cho mình kêu mà khóc mà đổ thừa bệnh bạn. Nó kêu là coi clip ai sợ đi về. Nhưng mà có mấy bạn đi về thiệt nha. Rồi ok, rồi bây giờ ai sợ đi về đi, còn ai không sợ thì bấm like nha các bạn, nút like trên đây nè. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu video Sinsonic FNF, là Sinsonic về âm nhạc kinh dị nha. Rồi let's go. Wait a minute. Ui, lâu rồi mới gặp lại nó. Oh no bro. À mình nhớ cái tập này, tập này là tập đầu tiên nè. Sonic đang di chuyển với tốc độ cực cao và nhìn thấy một hang động chui vô thì phát hiện ra trong hang động này không hề bình thường, có một bức tượng đó, mình nhớ mà. Và bức tượng này không phải là bức tượng đầu bò nha các bạn nha, các bạn đừng có lộn nha, đây là bức tượng đầu dê. Mà đầu dê là đại diện cho con quỷ mạnh nhất địa ngục, con quỷ Sa Tăng nha các bạn. Nó có ngôi sao lật ngược kìa, ngôi sao của đơn. Ây vô. Và bây giờ thì sao nó tại bị biến thành ngôi sao của đơn rồi các bạn ơi, cười như dốc cơ luôn. Oh no, mắt trắng luôn rồi. Và bây giờ thì con Theo đang đi tìm con Sonic nhưng mà đâu biết ở đằng sau đâu. Kiếp này coi như bỏ con Theo rồi các bạn à, cáo hai đuôi. Bức tượng đã bị chia làm hai các bạn. Và ngay bây giờ các bạn thấy gì không, có rất là nhiều nước màu đỏ chảy ra. Nhiều bạn sẽ kêu đây là máu đúng không anh chị? Mà không phải máu đâu em ơi, không phải máu đâu. Cái này á là xì tin. What the hell? Nãy giờ mấy người này đang đóng phim, đóng phim tài lộc quá lớn, tài lộc quá lớn. Để mở cho nghe, ở đâu mất tiêu rồi. Tài lộc quá lớn đây. Tài lộc quá lớn. Uống xì tin để biến hình đó ba, trời ơi đâu phải máu đâu mà. Uống nhớ nha, uống xì tin biến hình đó nên là đừng uống. Và ngay bây giờ con Theo đã bị siêu nít đứng đằng xa phát hiện và bơm nước xì tin vô, biến hình tài lộc quá lớn rồi. Oh wait what, siêu nít làm gì vậy? Nó đang ở trong rừng các bạn à. Wait what, wait. Nổ cái đụng luôn à. Nó làm gì mà nổ bự vậy? Ami thông báo Sonic và con Theo mất tích. Wait. Wait. Wait what? Phim này bây giờ tổng hợp nhiều nhân vật dữ. Để tính thử nha. Đầu tiên là chúng ta có Knuckle nè, tiến sĩ Eggman mặt buồn rầu. Rồi ở bên đây là con Gengar, thằng Jazz, con Pomni, gida gidi gida gida. Ồ, cái này là cái gì mình quên tên nè các bạn. Rồi boyfriend và girlfriend nha. Ồ, girlfriend đẹp. Ờ, bye bye bye. Bây giờ mình coi tiếp nha bạn, let's go. Knuckle đi trước, phát hiện ra những con robot đã bị ăn thịt, đằng sau là con Theo. Mấy đứa còn lại sợ muốn chết luôn. Trời quá trời luôn. Thì nếu như các bạn không biết á, con Theo này nó có kỹ năng là phân thân nha các bạn, cho nên nó có nhiều như vậy á. Bây giờ nó hành là xin Theo luôn rồi. Một nồi chết con ghen gồ rồi. Quầy quách nó làm gì vậy? Con Gengar này bây giờ nó sẽ hy sinh để cứu thằng Jack và con Pomni. Trời ơi, cứu gì mà cứu Jack rồi, Jack hát Thiên Lý ơi cho rồi. À lộn, này là Jack mới đúng nha. Chứ gì vậy? Oh my god. Wow. Xúc tua ngàn năm. Wow, rebound chứ lộn. Và bên đây Knuckle đang tính làm gì đây? Knuckle đang đối diện với Sinsonic trong giấc mơ. Mày quá, Sinsonic làm gì nó cháy đùm tùm lum vậy vậy? Lửa cháy như Free Fire các bạn ơi. Sinsonic đang chơi Free Fire ngoài đời.
nó còn xuất hiện. Ô gà đá gà đi gà đá gà đeo ô gà. Mà con người nhạc này hay thiệt á. Ô hai người này tính vô hang động hay làm gì đây? Đây là căn cứ siêu nít á. Một cái đầu con theo. Giúp tôi với. Ủa dễ theo. Sao theo nó khóc. Làm ơn hãy giúp tôi. Làm ơn hãy giết tôi thì phải. Tôi không muốn bị đau đớn nữa đâu. Có nghĩa là ngay bây giờ con theo nó đang bị biến thành vật chủ để tạo ra những cái con theo khác làm đệ tử cho con Sin Sonic nha các bạn nha. Có nghĩa là cái con theo thiệt nó nằm ở trong hang. Oh my god. Là nó là MU hả ta? Nó nên mặc cáo đó. Vậy đó, không được đâu. Tiến sĩ X-Men và Ami. Tiến sĩ X-Men mà áo màu hồng á trời. Này lạ nha. Ê hey, thằng kia. Ủa đeo mấy giấc mơ đây là thiệt các bạn ơi. Trời xin nít gì mà ốm nhơm vậy? Hả? Cái này chắc là phiên bản cấp 2 của nó quá à. Hãy chạy đi mày. Nó cho chạy nó dí theo kìa. Và nó chạy rất là nhanh. Và ngay lúc này Ami sẽ vô giải cứu. Hợp lý. Quá hay 10 điểm. Tiến sĩ. Tiến sĩ đã hy sinh cho chúng ta để cứu Knuckles. No bruh. Knuckles bây giờ sẽ quay về quá khứ nha các bạn nha. Không biết quay về quá khứ làm gì nữa. Mấy con theo bây giờ mang được về quá trời viên ngọc rồi kìa. Boyfriend girlfriend. Ây vô bruh. Chắc mình nghĩ là phải chơi cái trò này quá. Tại vì boyfriend quá ngầu. Coi ghê chưa. Ghê chưa. Ui, con ghen gò này mạnh vậy. Trời ơi tội nghiệp tiến sĩ quá. Con thằng Jack mà con Bomni núp ở đây. Và nó bị nó phát hiện. Bomni. Bomni bị nó bỏ vô miệng rồi. Chạy đi Jack ơi. Này thì bỏ. Oh no. Bên đây boyfriend và girlfriend. Gà đá gà đi gà đá gà đá ô tiếp nè. Cái gì vậy? Cảm ơn bạn vì đã giết tôi. Tôi không muốn làm điều này đâu. Vậy là bây giờ tất cả những cái con bóng của con theo đã biến mất. Nhưng mà đồng nghĩa với lại là con theo nó sẽ chết luôn nha các bạn. Tại vì phải giết nó xin là giết nó đi để nó không muốn bị đau đớn nữa. Mưa hết luôn. Nhưng mà hai người này buồn. Siêu nó tới. Thôi chết rồi. Gà đá gà đi gà đá gà đau. Nó bỏ cho miệng nó ăn luôn các bạn. Nó ăn thêm bằng này nữa. Sau khi nó ăn thằng đó xong thì nó đã tiến quá rồi. Cấp 3. Ui. Bây giờ sao đây? Nó mạnh quá rồi. Hết cứu. Quân đội tới. Ồ, anh quay phim. Yên tâm, anh quay phim bất tử mà sợ gì. Hả? Sao có cả Bobby với lại Husky Wuggy và Kissy Missy trong đây chi nữa vậy trời. Ê, phim này là phim tổng hợp á các bạn. Gọi ơi. Ui. Ô này đủ nhân vật luôn các bạn ơi. Ui. Sao lại có mấy người trong Rainbow Friend trong đây nó vậy. Cái phim tổng hợp các bạn à. It was perfect. Ê, gái từ đồ bánh bánh. Đầy đủ tổng hợp nhân vật luôn. Ủa mà sao tụi mình cười vậy? Nó đi phá hủy thế giới mình cười các bạn ơi. Girlfriend và boyfriend nắm tay nhau. Và chấp nhận kết quả. Ngày tận thế đã đến. Sinus quá mạnh rồi mọi người. Knuckles sẽ che chắn cho Ami. Nó chạy tới đâu là nổ tới đó. Ngọn lửa phi phai. Cái gì á? Ai vậy? Cảnh sát. Quân đội. Ôi mày xong rồi.
Xe tăng mà chĩa cỡ này sao chịu nổi đấy, mình đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi đó. Nói chung là tính khoảng chừng 40 chiếc xe tăng đó các bạn. Rồi vô. Hàm chắc không tới 40 đâu các bạn ơi, mình tính hơi lố rồi đó. Khai quả, chuẩn bị, phải xịn. Trời, xe tăng bắn liên tục luôn hả? Tên lửa mấy trực thăng bắn ra. Oh my god, trời ơi, chắc sữa chân trâu các bạn ơi. Ngu người này thì Free Fire này thành công chưa? Nước cổ thành công rồi. Yeah, he he. Mỗi một người nắm giữ một viên đá. Ô thiếu. Quay quá siêu nít nhất. Không hề gây đam cho con Xin Sonic, nó quá mạnh rồi các bạn à. Thôi xin vĩnh biệt cụ luôn. Oh no. Hãy bắn bom nguyên tử đi. Ai vô. Bắn bom nguyên tử đồng nghĩa với lại những người lính trên chiến trường sẽ chết hết luôn nha các bạn nha. Oh no. Thôi kệ. Nổ to dở lắm. Ủa mấy người lính này chưa hy sinh đó hả? Thành phố bị đổ nát nhưng mà không, nó không bị gì. Và tất cả người lính này đã bị nó tiêu diệt luôn. Mọi người coi phim ở trên TV thì buồn. Và nó lại làm ngọn lửa Free Fire nữa rồi. Cái gì đây? Hình như nó đang hấp thụ những chiếc nhẫn vô. Oh no. Let's go! Army! Tail! Wait, what? Mấy người này hình như đã trở thành phiên bản Xin rồi các bạn à. Xin Knuckle, Xin Tail, phiên bản Super với Super Knuckle, Super Tail, Super Army. Và có thêm những nhân vật khác nữa. Way! Cái này tính là tiến quá đó các bạn à. Chói mày lại nè. Quá hay. Bây giờ nó cồ đấm nó. Đấm đi nó cồ ơi, đấm đi. Gì vậy? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Wait what? Sonic. Sonic đang bị thao túng ở bên trong. Trong bóng tối. Và mấy người này đang sử dụng sức mạnh tình bạn để giải cứu Sonic. Wait what? Bad ending. Hồi nãy là good ending hả? Ồ vậy là nếu như á, người ta sẽ có nhiều cái kết khác nhau. Cái kết tốt á là những người này sẽ sử dụng sức mạnh tình bạn để giải cứu Sonic. Còn cái kết xấu thì sao? Knuckle sẽ đấm vỡ mồm Sonic nha các bạn nha. Bấm like liền các bạn ơi. No. No god please no. No. No! Cái kết xấu là tiếp tục bị thao túng tiếp. Không thể nào dùng sức mạnh tình bạn. Wow. Rồi sao? Ba người này có sống nổi không? Oh no. Hết hy vọng rồi. Chỉ có Chúa mới cứu được chúng ta mà thôi. Ủa? Bad and ending có nghĩa là con Sinonic nó sẽ ăn nguyên cái thế giới này và nó bự khổng lồ và nó chia làm đôi thế giới luôn. Oh my god. Có nghĩa là bây giờ Sin Sonic đã trở thành Sin Sonic Sukuna. Oh no. Secret ending, cái kết bí ẩn. Tiến sĩ Eggman, ông đến làm gì? Tiến sĩ Eggman triệu hồi về quá khứ một lần nữa hả? Oh, ghê vậy ta, có nhiều cái kết dữ vậy ạ. Hay nha các bạn nha, bấm like liền nha. Để coi cái kết bí ẩn là cái gì đây. Sao buồn quá vậy?
cái kết bí ẩn có nghĩa là tất cả mọi người vẫn sẽ chết như bình thường, chỉ có riêng Knuckle thì đã quay về quá khứ nên tạm thời chưa chết. Để coi Knuckle sẽ làm gì. Quay trở về lúc đầu tiên. Trước khi mà Sonic vô thì Knuckle đã ngăn chặn Sonic lại. Ồ, ý tưởng hay. Là không bị thao túng tâm lý nữa giờ các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này. Nhớ cho video một nút like nha. Video tới đây hết rồi. Mà cũng đừng quên rằng hãy bấm thêm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Hãy bình luận cho em biết là các bạn thích nhất là cái kết nào nha. Đối với mình thì mình thích nhất là cái kết ở giữa. Nhưng mà tại vì nó hơi xú các bạn nên thôi không thích được nha các bạn nha. Thì thôi trong lòng mình thích rồi mình biết. Tại vì giống Sukuna chia làm hai cái cá là... Thôi bye bye. Nhớ like nha.